Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Ngay sau đây sẽ là những tin tức không thể bỏ qua. Cơ cấu số lượng thành viên chính phủ thay đổi như thế nào sau kiện toán? Với việc Quốc hội thông qua dự thảo nghị quyết về bổ sung số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, Chính phủ được tăng thêm một Phó Thủ tướng so với đầu nhiệm kỳ. Đây là một trong những nội dung quan trọng tại kỳ họp bất thường lần thứ 8 của Quốc hội khóa 15 vào hôm qua, 26 tháng 8. Tại kỳ họp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình bày tờ trình về việc bổ sung số lượng phó thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Theo đó, Thủ tướng trình Quốc hội bổ sung số lượng phó thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 từ 4 lên 5 người. Sau khi thực hiện các bước theo quy định, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc bổ sung số lượng phó thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Kết quả, có 434 trên 435 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành thông qua dự thảo nghị quyết của Quốc hội về bổ sung số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 từ 4 lên 5 người. Trả lời câu hỏi của phóng viên Việt Nam Net liên quan đến nội dung này, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, đầu nhiệm kỳ, Quốc hội ban hành nghị quyết 20 sổ chéo 2021 về cơ cấu số lượng thành viên chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 có 4 phó thủ tướng. Với việc Quốc hội thông qua sự thảo nghị quyết về nội dung này, số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 được tăng thêm một người so với đầu nhiệm kỳ. Quốc hội cũng tiến hành phê chuẩn bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng với các ông Nguyễn Hòa Bình, Hồ Đức Phước, Bùi Thanh Sơn. Như vậy, cùng với hai Phó Thủ tướng hiện có là ông Trần Đồng Hà và ông Lê Thành Long, hiện Chính phủ đã kiện toàn đủ 5 Phó Thủ tướng như nghị quyết của Quốc hội vừa thông qua. Tổng thư ký Quốc hội nói, trong phát biểu bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ 8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Công tác nhân sự đã được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của Đảng, pháp luật nhà nước, đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao của các đại biểu quốc hội. Trong đó, ông Hồ Đức Phước được quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời tiếp tục làm Bộ trưởng Tài chính cho đến khi kiện toàn chức danh Bộ trưởng Tài chính còn ông Bùi Thanh Sơn giữ chức phó thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đồng thời tiếp tục làm bộ trưởng ngoại giao. Như vậy, với cơ cấu này, số lượng thành viên chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 có 27 thành viên. Hiện còn chức danh bộ trưởng tài chính chưa kiện toàn và do phó thủ tướng Hồ Đức Phước kiêm nhiệm nên số lượng thành viên chính phủ đến nay là 26 người. Trong đó có 6 lãnh đạo chính phủ gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính và 5 phó thủ tướng Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Nguyễn Hòa Bình, Hồ Đức Phước kiêm nhiệm Bộ trưởng Tài chính đến khi kiện toàn và Bùi Thanh Sơn kiêm Bộ trưởng Ngoại giao. 16 bộ trưởng các bộ còn lại gồm Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Bốn thủ trưởng cơ quan ngang bộ gồm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Tổng bí thư, Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm 3 phó thủ tướng, 2 bộ trưởng. Chiều 26 tháng 8, tại Phủ Chủ tịch, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Dự buổi lễ còn có Bí thư Trung ương Đảng, Tránh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc các ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, trung ương, các tỉnh Yên Bái, Khánh Hòa. Theo ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà đã công bố các quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với các đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Hồ Đức Phước và Bùi Thanh Sơn. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với đồng chí Đỗ Đức Duy. Bộ trưởng Bộ Tư pháp đối với đồng chí Nguyễn Hải Ninh. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời chúc mừng năm đồng chí vừa nhận quyết định bổ nhiệm, khẳng định đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đối với những đóng góp, công hiến của các đồng chí trên các lĩnh vực công tác được giao phụ trách. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá đồng chí Nguyễn Hòa Bình là cán bộ ưu tú của Đảng, nhà nước và ngành tòa án, được đào tạo bài bản, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo ở các cơ quan trung ương và đã qua rèn luyện thử thách ở địa phương, là người giàu kinh nghiệm trong các hoạt động tư pháp, thực hiện các giải pháp đột phá để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tòa án. Đồng chí Bùi Thanh Sơn là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực đối ngoại và có uy tín quốc tế cao đồng chí có nhiều đóng góp, tham mưu tốt cho Đảng, Chính phủ và đã lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Ngoại giao triển khai hiệu quả, chủ trương, chính sách trong lĩnh vực đối ngoại, đạt nhiều thành tích, kết quả quan trọng. Đồng chí Hồ Đức Phước là cán bộ được đào tạo bài bản trong lĩnh vực tài chính công, ngân sách nhà nước, đặc biệt có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, trải qua nhiều vị trí lãnh đạo tại địa phương và trung ương. Đồng chí Nguyễn Hải Ninh là cán bộ lãnh đạo có trình độ, năng lực đã trải qua cương vị lãnh đạo ở nhiều lĩnh vực khác tại các cơ quan trung ương, cũng như đã rèn luyện thử thách ở địa phương. Đồng chí Đỗ Đức Duy là cán bộ được đào tạo bài bản, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo của Bộ Xây dựng, đã qua rèn luyện thử thách tại địa phương, có năng lực lãnh đạo, tư duy đổi mới. Trong công tác, đồng chí nhanh nhạy nắm bắt và xử lý công việc kịp thời, hiệu quả tổng bí thư chủ tịch nước đề nghị năm đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng giữ vững phẩm chất đạo đức tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc và nhân dân hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân luôn học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của chủ tịch hồ chí minh phấn đấu xứng đáng là những người lãnh đạo mẫu mực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các đồng chí tân Phó Thủ tướng cùng với tập thể chính phủ kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu của chính phủ qua các thời kỳ, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn của chính phủ theo hiến pháp và pháp luật, tập trung tham mưu lãnh đạo công tác xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cùng tập thể ban cán sự đảng lãnh đạo bộ đoàn kết, thống nhất trong công tác chỉ đạo của từng bộ, ngành, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thật sự bản lĩnh, vững vàng về chính trị, tinh thông về chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ, hiệu quả trong công tác. Khẳng định đảng nhà nước và nhân dân tin cậy đặt kỳ vọng lớn đối với chính phủ trong công tác xây dựng đất nước trong những năm tiếp theo tổng bí thư chủ tịch nước tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết thống nhất với sự ủng hộ giúp đỡ của các bộ ban ngành địa phương cùng toàn dân và toàn quân ta các đồng chí nguyễn hòa bình bùi thanh sơn hồ đức phước đỗ đức duy nguyễn hải ninh sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao Thay mặt các đồng chí nhận được quyết định bổ nhiệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã tin tưởng, tín nhiệm, giới thiệu, phê chuẩn bổ nhiệm năm đồng chí giữ chức vụ mới. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, đây là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nguyện phấn đấu không ngừng, giữ gìn phần nêu gương đoàn kết Đồng lòng, nỗ lực liên tục cùng tập thể chính phủ phát huy những thành tựu, khắc phục khuyết điểm, tồn tại, tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn, vượt qua những thách thức, cản trở, đóng góp hết sức mình cho việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng, tập trung hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu các nhiệm vụ cơ bản trong những năm cuối của nhiệm kỳ. Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, nhà nước, các bộ, ngành trung ương và địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới.